Hello everybody, welcome back to my gameplay channel. Chào các bạn đã quay trở lại gameplay mình cho series 8 tiếng ngày hôm nay. Bắt đầu với game đầu tiên trong video của bạn nào, đó chính là IT Horror Cloud Tour. Round new game in your basement. Drop it. Hello các bạn. Anh đấy sẽ thêm là gọi ăn quái. Đây là một không gian mới của Horror Cloud. Cho các bạn tìm viên gạch nhé. Sau đó đến mở cánh cửa bằng những thứ tự nhấn vào những cái gạch này nào. Nhấn lại này. Lạc ạ, hay là chiếc khóa từ Beverly nào. Quay dẫn một chút hơi thở cuối cùng để kể lại cho ra toàn bộ sự việc. Hay là tội nghiệp quay ạ. Trong cái vòng này, không có thanh gỗ kia đâu. Trong chơi này thì cho cần sự trợ giúp từ Joey bạn và lát nữa mình sẽ tìm được cách chỉ cho bạn cách để gọi Joey các bạn nhé. Ok, open draw. Hãy check server chẳng lên trên này. Mình sẽ chẳng xuống đây đào hố đất này các bạn. Thực ra cần là cuốn sách này các bạn. Đặt quyển sách về đây các bạn, cho chú ấy cho các bạn xem gì đây các bạn. Bài nói gì các bạn, đây này. Yes I am. He came to help us. Cậu mở giúp chúng ta nơi cất giấu những khối bom các bạn, và cùng đi tìm bom. Now to find the bomb. Nằm khu bên trái các bạn. À là thế cả. Ok, bây giờ chúng ta cần phải chạy tìm một chỗ trốn nữa. Trước khi tìm bạn chúng ta an toàn khi này bị phá hủy.
Ok. Reset. Vậy là mình đã hoàn thành trong sách Through the Basement của tụi em này, cùng các trang tiếng tiếp theo. Xin scan đi. Hoàn vị. Ok, đó lại nào. Now find the weapon and try to kill us in the head. Ở chỗ ở chấm hay sao gọi? Nhà trước mặt à? Okay. Tiếp theo nào, nó sẽ ra đi. Xoay được không ạ? Trái bỏ chiếc bí hốc quy này mà sao tồn. Nhiệm vụ của tụi mày là tìm ra tất cả những vật dụng mà đã bị khuyết ở những đồ dùng như chỗ tồn được ạ. Khi hoàn thiện nó thì nó giúp ích chúng ta trong việc trốn thoát ở đây. Oh my god. I see.
đi ngược phải quay lại đây nào. Quay ngược trở lại các bạn. Spark plug. Oh my god, chúng ta không kịp rồi hả? Hãy đi ăn chúng ta. Cũng vẫn chưa sát đi tiếp theo, scary đi cho bà đi. Quit slacking and get to dancing. Không sao mà ta này chỉ là không phải xin đâu. Who told you to take a break? Why am I doing all the hard work, huh? Oh, I've got a special plan in store. I don't know about that. I don't see. Let's go on to the Halloween, but ah, đẹp. Vào trong phòng bếp bà ta. Tôi sẽ cắm chiếc chìa khóa vào trên bàn bếp này. Something that can't be pumped, but I'm not a child. I am a body fluid just pumped by a vampire. So far, so good. Now, answer this. This is something that gives light, but it's not a sun ray. It's what you will blow out on the happiest day. Not too bad, kid. Here's your final riddle. Something I spy with my little eye. An orange squash that's baked in a pie. Well, well, well. You've proven yourself worthy. Okay, I'll have a couple of
quay lại tầm vàng gọi này. Các bạn chuyển sang đi tiếp theo nào. Ice can't hold it in. That's right. Ok, để phải đủ rồi chúng ta cho tác ở đây là chỉ cần nợ được 6 túi tiền như này không? Nó có sáng chưa bảo? Để chúng ta chuyển nó không? Trên 6 thứ cho thu lượng rồi. Tiếp tục vào. Ok, các bạn đã cho lại tìm hiểu đủ 6 túi tiền, bây giờ hãy cho thác ở đây. Escape here by this door. Hãy cố gắng chuyển sang tiếp theo. Cần đi chắc là chú. Let's play. Here we go. Got it, man. Special deal. Come on, Daniel. My wrong ball, I think. Không đi đạp qua một lượt tất cả những nơi có thể giấu đồ trong căn nhà. Có số những viên đạn đấy các bạn. Cái này ông ta đây nghe nào. Nothing. Chúng ta sẽ phát xuất đi nào. Di chuyển xuống tầng dưới bạn. Ô nối này, this way.
Ok, cửa chúng ta ra khỏi. Nothing. Chúng ta xuống đây để mở chiếc ống thoát nước được ạ. Chết rồi các bạn. Uầy, ta bay luôn các bạn. It's gonna come 2 minutes. Em này cùng bạn chơi trả tự hiểm tiếp theo trong ngày. Em có xuống nước các bạn. Xem đây là xem là chú sát anh sẽ ép cho Ulrich và tất cả những cái vòng mà tìm chiếc chìa khóa bất cứ món đồ gì nữa. Ok, cho các bạn trốn cho các phòng này trước khi bị giết các bạn. Thì tiếp theo mình cũng vẫn cả phá này, Slender Rising. Tất cả những gì chúng ta cần phải nhớ đó là tìm vào các ký hiệu, dấu hiệu để giúp cho chúng ta ở đây các bạn nhé. One size. Đây là một ví dụ điển hình các bạn. You can escape even you die. Chúng ta cần tìm vào đủ. Chúng ta có dấu hiệu này, dấu hiệu này sẽ giúp chúng ta trốn thoát ở đây các bạn. Ok, mình cùng đây qua tình huống cuối cùng trong video mới các bạn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video mình. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo trong video của mình nhé. Thank you so much.